Vâng, em đang xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh thứ hai của Trung Lan nhé, một kênh chuyên cung cấp về đồ dân dụng nội địa. Ngày hôm qua trên kênh thông báo hàng về vào giữa khoảng khung giờ buổi trưa thì em đang có thông báo trên kênh hàng về được một chiếc xe đạp của hãng Panasonic có vành 26 dành cho người có chiều cao từ 1m5 cho đến 1m7. Sau khi mà clip mà em đang đăng tải trên kênh giới thiệu hàng về thì chiếc xe này cũng được rất là nhiều quý khách hàng quan tâm. Trong đó có một vị khách hàng có địa chỉ ở Nam Định đã chốt thành công chiếc xe này vì sản phẩm chỉ có một. Vậy nên là Trung Lan sẽ hẹn những vị khách hàng chốt sau đơn mà Trung Lan đã chốt cho vị khách ở Nam Định thì các bác cố gắng theo dõi kênh của Trung Lan. Trong thời gian tới đây thì Trung Lan sẽ về hàng để phục vụ cho quý khách. Những chiếc xe của hãng Panasonic có chân chống khóa cổ thì rất được nhiều người ưa chuộng bởi vì chân chống của hãng xe này nó đặc biệt hơn so với dòng xe Yamaha. Khi mà quý vị và các bạn hạ chân chống xuống thì đồng thời là cổ xe được khóa lại, nó giảm thiểu cái sự di chuyển của cổ xe, sẽ giữ thăng bằng cho xe hơn. Vâng, chiếc xe này thì em đang cũng đã thông báo trên kênh rất là chi tiết rồi. Đây là một hãng xe mini Nhật và đã được bên về Việt Nam đã được cửa hàng nên là tay ga. Bình thì là bình của Nhật, Japan. Bình sạc pin là bình xịn rồi. Và chiếc xe này thì dành cho người có học sinh hoặc là người có tuổi đều có thể sử dụng được. Vì là cái tốc độ của dòng xe đạp tay ga nó nhẹ nhàng hơn so với dòng xe máy điện nhé. Xe đạp tay ga, xe đạp điện thì tốc độ của nó sẽ nhẹ hơn so với dòng xe máy điện, nó rất nhẹ nhàng và hỗ trợ cho người dùng có cảm giác là sử dụng xe không cần phải mất nhiều sức để đạp. Các bác chỉ cần sở hữu ngồi trên chiếc xe này và nạp đầy bình, vặn ga là xe nó sẽ tự chạy. Và trường hợp bất đắc dĩ, thí dụ như là quý khách đang đi đường mà không chú ý đến ga, không chú ý đến điện và nó có hết điện ở dọc đường ấy, thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể tắt điện và đạp bình thường như là một chiếc xe đạp mini bình thường bằng lực của mình. Và dòng xe này thì đạp rất là nhẹ. Cái chiếc xe này về với Trung Lan tình trạng là còn zin yên này, bàn đạp cũng của hãng này, của hãng Panasonic này, còn zin. Sơn thì có màu rất là lạ. Sơn là màu vàng chanh. Vâng, chiếc này thì được chị khách hàng có địa chỉ ở Nam Định thì chị có cho Trung Lan địa chỉ ở Bixi để chị nhận hàng. Trung Lan sẽ gửi theo đường xe khách nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2022. Mới hôm qua em Lan thông báo trên kênh hàng về thôi. Thì buổi tối ngày hôm qua, chị khách đã quan tâm kênh của Trung Lan theo dõi và đã chốt chiếc xe này. Vâng, chiếc xe này thì tình trạng là Trung Lan đã test tất cả mọi hoạt động đều ok nhé. Có hai chế độ bật đèn, bật tay ga và bật đèn khác nhau nhé. Bật thêm một nấc nữa thì đèn ở phía dưới này sáng được. Quý vị có thể đi ban đêm, đây là đèn đang sáng đấy ạ. Ban ngày thì nhìn nó không rõ lắm nhưng mà đèn đang sáng đấy nhé. Đấy, quý vị và các bạn có thể đi ban đêm. Tay ga đây, không mạnh quá, rất là nhẹ nhàng, trẻ học sinh cũng có thể đi được hoặc là người lớn tuổi. Tốc độ thì đây, để tốc độ 1, 2, 3 đó, tốc độ 3 thì nhanh hơn. Thông thường xe Nhật là bên phanh ở phía sau là bên tay trái nhá, phanh ở phía trước là tay phải, quý vị và các bạn lưu ý. Vâng, chiếc xe này thì hiện tại là đã có chủ. Em Lan thông báo trên kênh để quý khách hàng theo dõi kênh của Trung Lan nắm bắt được thông tin. Mọi hoạt động bên cửa hàng diễn ra thường ngày. Và những vị khách hàng nào quan tâm đến dòng xe trợ lực hoặc là xe đạp tay ga bên Trung Lan, các bác quan tâm kênh của Trung Lan, ấn nút đăng ký kênh, ấn thông báo để mỗi khi mà em Lan thông báo trên kênh hàng về thì quý vị và các bạn sẽ nắm bắt được thông tin nhanh nhất. Và hãy liên hệ với cửa hàng nếu như quý khách yêu thích sản phẩm gì bên Trung Lan. Số điện thoại là 0975858546 và số thứ hai số 0362563951. Một trong hai số điện thoại trên thì Trung Lan đều dùng Zalo nhé. Quý khách có thể kết bạn Zalo, Trung Lan sẽ có hình ảnh chi tiết về sản phẩm gửi cho quý vị và các bạn. Vâng, đơn hàng ngày hôm nay thì em Lan sẽ cố gắng đóng sớm để chiều ngày hôm nay để cho kịp chuyến xe
đi Nam Định thì chúng em sẽ gửi cho chị khách có địa chỉ ở Big C Nam Định, chị sẽ nhận hàng tại địa điểm đó. Clip này em đang xin phép được khép lại tại đây nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video clip tiếp theo ạ.